chị đứng lại coi. Mày kêu ai này vậy? Chị tông tôi mà chị không biết xin lỗi hả? Mắc mới vậy tao xin lỗi mày. Mày đụng trúng tao trước, mày còn chưa xin lỗi mày nói ai hả? Nè, chính chị là người đã đụng tôi nha. Rồi sao, tính làm gì? Đứng lại đó con kia. Tao chưa nói xong mà mày đi đâu vậy? Chị định làm gì tôi? Nhân viên mới hả? Biết phép tắc công ty này chưa? Tôi là nhân viên mới, nhưng mà cũng không có cái kiểu chị tông trúng người ta rồi chị la làng ra sớm như vậy đâu. Quản lý nhân sự phòng này đâu? Sao quản lý con nhân viên này như vậy vậy? À, có chuyện gì không Thảo? Giới thiệu với em, đây là nhân sự mới bên phòng của anh. Anh biết quản lý nhân viên không? Có chuyện gì không thì em cứ nói đi, có gì anh đào tạo lại. Con này nè, nó đi đụng trúng tôi, nó không biết xin lỗi, mà ở đó nó còn lớn tiếng với tôi nữa. Rõ ràng là chị ta tông em mà. Mày nói ai tông trúng mày mày? Chị Thảo nè, con bé nó mới vô làm á, có gì nó không hiểu phép tắc á, em bỏ qua cho nha, có gì anh đào tạo lại. Có chừng tao đó. Nhưng mà rõ ràng là chị ta tông trúng em mà. Nhi nè, ở đây á, em bất bình với ai cũng được, ý kiến với ai cũng được á, nhưng riêng chị đó thì em đừng đụng tới. Em không biết chị là ai, nhưng mà cũng phải sống biết điều chứ. Chị mới vô làm, nhưng mà người nhà của chủ tịch đó, mai mốt á, em muốn làm cái gì á, nhớ hỏi anh trước một tiếng. Gì vậy trời, không lẽ mình xui vậy hả ta? Ê bà, dạo này bà mới vô làm á, sao rồi, thấy sao, quen chưa? Quen cái gì? Tôi đang khó chịu bà Thảo gì lắm luôn á. Có chuyện gì vậy? Mà kể nghe coi. Thì hình như bà thấy tôi là người mới vô, xong bà cứ ức hiếp rồi đì tôi không à. Sai tôi hả, như trong chóng vậy. Mỗi lần hả mà bà sai tôi, mà rõ ràng bà là người sai, mà cuối cùng là thành tôi sai luôn. Kỳ vậy, mẹ nó kỳ quá vậy. Mà nghe đâu á bà là em của sếp gì á, cho nên mới cậy quyền vậy. Tôi ghét những cái thể loại đó luôn á. Ồ, hello mọi người. Mọi người mới tới hả? Mọi người đang nói chuyện gì xâm tụ vậy? Ủa anh cũng mới vô làm hả? Đúng rồi, mới vô làm. Sao vậy? Thì tôi đang nói cái vụ mà bạn tôi nè, bị cái nhỏ cũng mới vô làm. Mà nghe đâu hả là em sếp bị mở hả, ngốc đầu không nổi luôn á. Ủa, công ty mình có chuyện này luôn hả? Có, thì cái bà Thảo gì đó cũng mới vô làm, nói là em của sếp, anh An á, hả, rồi hả, vô đây làm, hóng hách lắm, đì nhân viên, vài bữa ông vô làm đi là biết à. Thảo hả, em An hả? Thôi được rồi, để đi, tôi gặp tôi nói chuyện cho. Ý, thôi nha, ông đừng có nói gì hết. Trời ơi, lỡ như mà biết tụi tôi nhiều chuyện rồi đi nữa, mệt lắm. Không sao đâu. Anh về nào vậy? Sao nói với em? Anh cũng mới về tới, mới đáp máy bay xong chạy qua công ty liền nè. Bữa giờ công việc ổn không? Dạ ổn. Trời ơi, em thích môi trường làm việc này quá à. Mọi người á, ai cũng hòa đồng vui vẻ hết á. Em học hỏi được nhiều thứ lắm á. Hay là anh em mình đi uống cà phê đi. Em có chuyện này em muốn nói với anh nè. Anh cũng có chuyện muốn nói với em đây. Để. Thôi mọi người ngồi họp nha. Sếp hả? Là anh An đó, mình đỡ mồm rồi. Sếp thì sếp, nhưng mà biết em không sai vậy mà còn binh nữa, tức ghê á, chắc tôi nghỉ việc luôn. Thì người ta là em của sếp mà. Nói chuyện với em một chút xíu nha. Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi. Dạ em nói luôn. Chắc làm xong hôm nay á, em xin anh nghỉ nha. Sao mà nghỉ được, bây giờ công việc nó ổn định hết rồi. Anh giao công việc cho em, bây giờ em đòi nghỉ. Trời, cái này là công ty chứ đâu phải cái chợ đâu. Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ em. Em nghỉ việc á, là tại vì cái bà chị Thảo, bà cứ ức hiếp rồi kiếm chuyện với em hoài à. Em đi làm vậy em thấy áp lực lắm luôn á. Thảo làm gì em? Bây giờ sếp á, giao công việc cho em, rồi chửi em một câu hai câu cái bắt đầu em đòi nghỉ. Bây giờ nè, em thử làm tốt công việc của em đi. Xong rồi á, em lấy lòng Thảo chút xíu thì anh bảo đảm với em á, Thảo sẽ cân nhắc em thôi, có gì đâu. Ê con kia. Hả? Mày nghĩ gì mắc mới gì mày lo tao vô? Cái bọn nhân viên quèn như tụi mày á, tao sai gì thì làm đó. Nè, chị hơi mạnh tay rồi đó nha. Ở trong công ty này chị lớn thiệt, nhưng mà ở ngoài thì chưa chắc đâu. Mày xem như ở ngoài đi rồi mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Nè, chị đi làm á, mà chị không đi làm bằng năng lực. Chị ỷ chị là em của chủ tịch rồi, chị muốn làm gì làm. Chị làm trời làm đất ở đây hả? Tôi không nghĩ tại sao trong cái công ty lớn như vậy mà lại để chuyện này xảy ra nữa. Đây là công ty của nhà tao, anh An cho tao toàn quyền quyết định. Còn mày, nghỉ làm thì khỏi lấy lương. Chị đừng có quá đáng nha. Mày nói ai quá đáng hả con kia?
Công ty mình lại có chuyện gì nữa vậy? Anh An. Anh coi con nhỏ này nè, nó không chuyên tâm làm việc, mà ở đây nó còn ức hiếp em nữa. Anh coi đuổi việc nó đi. Em không cần nói, anh nhìn anh cũng đủ biết rồi. Đó, thấy chưa, ở đây là vậy đó. Anh. Anh Cường á, anh coi thăng chức cho anh nha. Chức phó tổng em thấy còn trống á. Trời ơi, anh chuyên tâm làm việc, với hồi nãy á, anh còn bảo vệ em nữa. Vậy hả? Anh Cường thì nào giờ anh làm việc với anh ta, anh cũng thấy được năng lực của cậu ấy, rất là tốt, rất là năng suất. Nhưng mà anh nghĩ cái ghế phó tổng á, nó không có đúng với cái tầm làm việc của anh Cường. Anh nghĩ là ghế chủ tịch sẽ hợp với lại anh Cường hơn. Nhưng mà tiếc cho anh Cường là ghế chủ tịch tôi đang ngồi, cho nên là công ty này không còn ghế nào, không còn vị trí nào cho anh Cường nữa. Anh Cường nghỉ việc đi ha. Ơ, còn em cũng nên dọn đồ đi chung với anh Cường đi. Anh nói gì vậy? Anh An, tự nhiên sao đuổi em anh? Em đâu làm gì đâu. Mấy người làm gì thì mấy người tự biết. Còn Nhi, em không việc gì phải nghỉ hết. Em cứ làm việc ở đây cho anh. Từ hồi nào giờ em ức chuyện gì, em thiệt hại cái gì á, cứ nói với anh sẽ đền bù lại cho em. Đi nha. Ủa, anh An ơi. Ủa, Thảo, em có biết là anh khó khăn lắm anh mới leo lên được cái chức trưởng phòng không? Anh đừng lo. Ba của em là chú của anh An. Để em gọi điện cho ba. Anh mà dám đuổi em hả? Mơ đi. Vậy con nghe chú. Chú à, chuyện này là chuyện của công ty con, con sẽ tự giải quyết. Còn chú đừng có nuông chiều con Thảo quá. Tao nói vậy đó, mày coi sao đó mà làm. Mày đuổi nó, mày đừng về nhà tao nữa. Em xin lỗi anh An nha. Em cũng chỉ là này kia thôi. Tại vì em là em họ của anh, em đâu thể nào bằng mấy đứa nhân viên ngoài kia được. Cậu Cường, cậu vào đây luôn đi, cậu không cần phải lấp ló ngoài đó đâu. Giờ em xin lỗi anh An, em sẽ rút kinh nghiệm. Anh cho em cơ hội làm lại nha anh. Em hứa là em sẽ làm việc với năng suất tốt hơn nha. Anh yên tâm đi, anh cứ làm việc bình thường. Đúng không anh An? Dạ. Đúng. Thật ra thì tôi cũng không chấp nhận cái chuyện đó đâu. Nhưng mà đuổi thì tôi vẫn đuổi. Dọn đồ chưa? Hay là đợi tôi mời bảo vệ lên mời ra ngoài. Ai bị hả? Em là em họ của anh. Anh không xem ba em ra cái gì hả? Anh có tin á là em gọi điện cho ba má anh, nói là anh không biết bảo vệ người nhà không? Thì sao? Đáng lẽ câu này anh nói mới đúng. Anh cho em biết, đây là công ty, là nơi nuôi sống hàng trăm con người, chứ không phải là chỗ để em lộng hành. Em muốn làm cái gì thì làm. Em muốn làm trời làm đất á, thì đi về nhà mà làm. Có ba mẹ em mới là che chở đó. Mình là người nhà với nhau đó. Thì sao? Người nhà thì cần phải càng rõ ràng. Sai thì phải phạt, còn quá sai thì đuổi. Nói chung là đây cũng là một bài học cho anh đi. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ đưa người nhà vào làm khi chưa tuyển qua nhân sự. Còn cậu Cường, dạ. Sau này sống bằng thực lực đi, đừng có bỡ đít người khác mà sống. Dọn đồ đi, anh không có nhiều thời gian đâu.